Con chọn, chọn sọt cho thêm mà 5 phút mà làm xong chân trâu nè, các bạn coi nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ làm cái sữa tươi chân trâu đường đen nha. Cái chân trâu này là mình mua ở chợ Thuận Phát nè. Hình như là bịch này là 2 đồng mấy phải. Nó ghi là chỉ cần nấu có 5 phút thôi là có được cái chân trâu đường đen. Rồi bây giờ mình đang nấu nước sôi. Đây. Nước bắt đầu cũng sôi rồi. Mình nấu chưa thôi. Nó ghi là 5 phút. Nên 5 phút sau đó là mình sẽ bỏ vô 5 phút. Sau đó bỏ vô nước lạnh 20 giây. Nhưng mà cái này nó đã làm là dạng đường đen á. Ghi là black sugar. Mình ngào thêm một chút đường đen lên cho nó ngon nha. Rồi mình cắt ra nha. Bịch của nó là như vậy nè. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra chén coi ăn bao nhiêu thì đổ bao nhiêu. Đủ chưa? Chắc đủ rồi. Cái vi nó cũng nhỏ nhỏ rồi, chứ không có lớn lắm. Kẹp này rồi. Cái vi của nó cũng nhỏ nhỏ. Ok, rồi mình sẽ đổ vô. Khuấy sơ nó lên sợ nó dính á. Mình thấy bắt đầu nó nổi lên rồi. Nè, nấu được 3 phút thì bắt đầu là mình thấy nó bự ra nè. Thường nấu chân trâu là mình nấu gần chắc cũng mới nửa tiếng rồi. Cái này nấu 5 phút. Mới nãy mình cũng có thử rồi, nó mềm lắm luôn rồi. Giờ mình thử cái viên coi nó mềm mình gớt ra luôn. Nó mềm lắm rồi. Cắt lửa. Rồi giờ mình xả qua nước lạnh nha. Rồi mình xả qua nước lạnh xong rồi đó. Xả sơ qua nước lạnh. Nó mềm lắm luôn rồi. Mình nó dai dai. Giờ mình sẽ ăn ngào đường đen nha. Bây giờ mình bỏ đường đen vô nha. Thì cái này tập lên rồi, tại vì ăn cũng ít á. Chắc đủ rồi. Đủ chưa ta? Rồi phải chắc đủ rồi. Rồi mình mở lửa, mình cho một chút nước vô. Cái này cho mình làm cho nhà ăn thôi chứ không phải là tiền. Nó ra cái màu đẹp luôn. Rồi, một lửa nhỏ nè. Thì mình thấy nó đường nó cũng tan rồi đó. Nó còn mấy cái hạt đường chưa có tan. Bây giờ mình sẽ cho cái chân trâu vô lại nha. Làm cho nó kẹo kẹo. Cái muối nó đậm đà. Thank you.
hơi khác nè. Thấm rồi. Đẹp quá. Rồi khó bóc quá trời. Hùng à. Em chọn cái chọn sót cho thêm mà. Sót cho rồi. Đây mọi người đi qua nè. Đây các bạn coi này, chị Châu nè. Đổ ra rồi. Nó còn có một chút cái nước sốt. Đẹp không? 5 phút thôi. Rồi giờ mình sẽ cho cái sữa nha. Giờ cho chân Châu vô trước nè. Ăn nhiều bỏ nhiều nha. Khói bốc lên cao. Mình muốn nó đẹp thì mình đắp cho nó có màu. Ok, mình sẽ cho đá nha. Bây giờ mình cho đá vô. Ôi 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 ôi. Ok, giờ mình sẽ đổ sữa vô nha. Nhà này mình dùng sữa, nó có sữa gì lấy sữa đó thôi. Okay. Rồi, mình cho sữa vô rồi nè. Giờ mình lấy cái tôm rau. Cho múc bên quậy nè. Anh yêu cô cô. Bố trầu. Mấy nhắm cô bà. Mấy nhắm cô bà. Quậy nó lên. Lạ quá nên mình cho thêm một ít cái sốt. Cái sốt từng đen vô. Trời, 5 phút mà làm xong chân Châu nè, các bạn coi nè. Đó, đây là ly sữa tươi chân Châu đường đen. Mà chỉ cần làm trong vòng 5 phút thôi các bạn. Cái này, đây. Một ly sữa tươi chân Châu đường đen. Giờ mình thử nha, mời các bạn nha. Ăn chưa chơi nhiều. Ăn chơi nấm nấm. Cái này mình nấu thêm lâu thêm chút xíu nữa thì nó sẽ mềm hơn. Tại vì mình bỏ đá vô xong cái rồi nên nó co lại á. Hơi lạc nha. Cho miếng nước đường đen thêm vô. Mấy miếng cô cô. Im. Sữa nhiều quá sao nó hơi lạc. Rồi nè. Cho mình thử đi. Rồi. Ngon. Nói cô chú đi ngon lắm. Ngon lắm. Các bạn có thể mua về thử nha. Tại mình thấy làm cái chân Châu này á, nó tiết kiệm thời gian lắm luôn á. Mà má. Chân Châu. Thầy chân Châu nói đi cô chú ơi. Cô chú. Con ăn chân Châu nè. Con ăn chân Châu nè. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu thích video này hãy like và subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cô chú.
Bye bye cô chú. Nói đàng hoàng. Bye bye cô chú. Bye bye các bạn. Bye các bạn. Bye bye. Bye bye.